lôi máy lên cho giờ bị lắc rồi. Không biết nữa, mỗi lần con bắt nó bị chịu gì giọt á. Máy may cù lỗ xuống quả rồi, không hay gì làm sao xuyên. Bây giờ ta phải đi thôi. Cù nó mới ra bốn trời. Hôm nay luôn hả? Ừ. Thì mày biết số cơ. Đi rồi. Thôi thôi thôi, mua máy tính trước đã. Dạ, hiện tại thì em Linh đang có tầm 10 triệu. Tụi em muốn lắp một cái cục CPU để chơi game. À, cho chị hỏi một chút là em đã có màn hình chưa? Có sẵn hết rồi chị, bây giờ chỉ mua cái cam màn hình với lại cái CPU. À, tức nguyên cái CPU, cái cây thôi đúng không? À, thế thì em có thể tham khảo cái cấu hình này bên chị nhé. Thì cái cấu hình này thì bên chị đang chạy cái chương trình khuyến mại ấy. Thì đây, em xem cái PC AP Gaming Performer 3 PC này ấy, thì là có chip G4560. Cái con CPU này thì là cái Kabilex đời mới nhất bây giờ. Còn main thì là H110, RAM 8GB. Quan trọng nhất là nó là có cái mắt cả màn hình 1050Ti của Giga. Cái cam màn hình này là bao nhiêu tiền vậy chị? Cái cam màn hình này thì nó khoảng tầm 4,5 triệu. Nãy em có đi qua hàng bên cạnh á, thì bên đấy bán 4,9 triệu. Tại sao lại bên mình lại rẻ hơn vậy? Em có xem kỹ nó là dòng gì không? Tại vì là cái dòng 1050Ti này nó cũng có nhiều hãng. Có của Zotac này, Asus này, Giga. Còn đây là bọn chị chọn của Giga. Cũng có thể là những cái dòng ví dụ 1050 nó sẽ đắt hơn. Ví dụ là 4GB hoặc là 2GB nó sẽ đắt hơn. Đấy, phụ thuộc vào GB ạ. Đúng rồi, đấy thì nó sẽ đắt hơn. Mình có thể so sánh là đúng cái mã như vậy. Tức là đúng cái mã là 1050Ti 4GB chẳng hạn như thế. Mình so sánh. Và cũng có thể là do chênh lệch giữa các nhà. Ví dụ bên nhà chị có thể là đang có chạy chương trình khuyến mại ấy, thì nó sẽ rẻ hơn một chút so với các bên khác. Đấy, cái bộ máy này thì nó rơi vào khoảng tầm 8,5 triệu là chưa có ổ cứng. Thì nếu mà em dùng cái ổ cứng, ví dụ em dùng ổ cứng 500GB thôi, hoặc là lắp thêm một cái SSD 256GB thì nó tầm rơi vào khoảng tầm gần 2 triệu nữa. Thì nó cũng rơi vào sấp xỉ khoảng 10 triệu. Đấy. Còn đây quan trọng là có cái tặng màn hình này. Chị cho chị hỏi một chút là em chủ yếu là em dùng để làm cái công việc gì? Dạ tụi em dùng để stream với lại chơi game thôi chị, trên Liên Minh. Vậy thì tất nhiên là nên đầu tư cả màn hình. Đấy. Thì cái cam màn hình này thì nó có thể là đáp ứng cái mức của bọn em. Tức là với cái tầm tiền là 10 triệu. Và cái stream với cả cái chơi game online hoặc là offline một số cái game đơn giản. Không có cam màn hình thì không được đúng không chị? Đúng rồi em, tại vì cái cam màn hình nó quyết định đến cái độ phân giải của màn hình. Thế còn chế độ bảo hành của bên mình ra sao? Thực ra thì chị chọn cái Giga này là cũng có cái mục đích của nó. Vì là cái Giga này, một là cái hình thức của nó cũng rất là đẹp, với cả cái chế độ bảo hành của Giga thì rất là tốt. Ví dụ là bảo hành 36 tháng mà mình có thể đổi mới nếu lỗi. Tức là khi mà em lỗi lỗ phần cứng thì em có thể mang qua bên chị để đổi mới. Đổi mới tinh mà không mất tiền ạ? Đúng rồi. Đấy, thế nên ra là nên lựa chọn như vậy. Còn những cái màn hình khác, các màn hình khác của những hãng khác thì có thể là cái hiệu năng thì nó cũng xem như vậy thôi. Nhưng mà cái chế độ bảo hành thì là lại không được bằng Giga. Chắc là bọn em sẽ phải về nhà suy nghĩ thêm và xin tiền ừ, cái nghiên cứu thêm. Cái này thì em có thể nghiên cứu thêm một số các cái dòng các màn hình mới CD10 bây giờ. Thì nó cũng đáp ứng được cái nhu cầu của em. Chị nghĩ kỹ rồi thì bọn em sẽ qua bên chị mua nha. Cảm ơn chị đã tư vấn. Ok, cảm ơn chị. Thì cứ qua cửa hàng chị sẽ tư vấn thêm cho các bạn. Dạ vâng. Chào em nha. Dạ. Cảm ơn chị nha chị. Bye bye chị.
rồi cửa hàng nào cũng thấy tư vấn rất là nhiệt tình, sản phẩm nào cũng tốt, để làm thế nào bây giờ? Nhớ có hồi kiểu à, mày chọn người ta đi. Máy của mày mà, mày chọn đi. Thôi, chọn gì đây? Bây giờ bọn mình đang rất là bối rối, không biết nên chọn cửa hàng nào và sản phẩm nào bây giờ. Mọi người có thể giúp bọn mình bằng cách tư vấn xuống comment được không?